lõi tiền, tên khác dây mối, phấn cơ đốc, đại cung đằng, xạ chen, tày, họ, tiết dê. Bộ phận dùng, toàn cây và lá, thu hái quanh năm, dùng tươi hay phơi khô. Tính vị công năng, lõi tiền có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp, thông tiện, tiêu xương phủ. Công dụng, lõi tiền là một vị thuốc được dùng trong phạm vi nhân dân, chữa các triệu chứng tiểu tiện khó khăn như đái nhắt, đái buốt, phù nề, viêm thận, chân tay sưng nhức, đau các khớp. Liều dùng hàng ngày, 30g cây tươi, thái nhỏ, sắc với 400ml nước, còn 100ml chia làm 2 lần uống trong ngày. Hoặc có thể dùng cây khô với liều từ 6 đến 12g và phối hợp với kim tiền thảo hoặc cỏ chỉ thiên, lượng bằng nhau dưới dạng nước sắc. Lá lõi tiền và lá tiết dê mỗi thứ 50g rửa sạch, giã nát, thêm nước gạn uống, bã đắp ngoài, chữa rắn cắn. Ở Trung Quốc, cây lõi tiền còn được dùng chữa nhiệt bệnh phát cuồng, vàng da, viêm dạ dày ruột, đái ra máu, mụn nhọt, sưng tấy với liều dùng 15-30g. Với liều dùng 15-30g cây tươi hoặc 6-9g dược liệu khô, sắc nước uống, dùng ngoài, giã nát đắp. Bài thuốc có lõi tiền. 1. Chữa chứng tiểu tiện khó khăn, đái buốt phù nề. Lõi tiền 6g, mã đề 6g, đậu đen 10g, mộc thông 6g, nước 600ml, sắc còn 200ml, chia nhiều lần uống trong ngày. 2. Chữa đau thấp khớp, đau dây thần kinh tọa. Giữa lõi tiền 30g, hạt ý dĩ 60g, sắc lý nước, thêm mật ong, uống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.